bên trong cuộc chiến tàu hải quân Mỹ chống tên lửa và UAV của Houthi ở Biển Đỏ. Thủy thủ đoàn trên chiến hạm của Hải quân Mỹ chỉ có vài giây để phản ứng với tên lửa tấn công họ ở Biển Đỏ. Chuông báo động vang lên trên tàu sân bay USS Eisenhower ở Biển Đỏ lúc 4 giờ sáng ngày 13 tháng 2, cảnh báo nhân viên chuẩn bị các hoạt động chống lại máy bay không người lái UAV của Houthi đang bay tới. Chiếc máy bay không người lái cuối cùng được xác định không phải là một mối đe dọa, nhưng vụ việc cho thấy thủy thủ đoàn của tàu sân bay luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ trước các mối đe dọa tiềm tàng từ Houthi ở Yemen. Nhóm thường xuyên nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại cũng như lực lượng Mỹ và đồng minh trên tuyến đường thủy quan trọng bằng tên lửa và máy bay không người lái. Trên hai tàu chiến đi đầu trong phản ứng của Mỹ trước các cuộc tấn công của Houthi, tàu sân bay Eisenhower và tàu khu trục USS Galilee của Mỹ ở phía nam Biển Đỏ, phóng viên của kênh CNN đã có phóng sự đặc biệt và trao đổi với các thủy thủ, phi công trên tàu, những người cho biết mối đe dọa của Houthi vẫn chưa thể đoán trước và chưa từng có. Hải quân Mỹ đang hoạt động với cường độ cao, triển khai máy bay chiến đấu và bắn tên lửa ngay lập tức nhằm tìm cách phá hủy vũ khí và cơ sở hạ tầng của Houthi. Nhưng sau hàng chục cuộc tấn công trong tháng qua nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở cả Biển Đỏ và bên trong Yemen, quân đội Mỹ vẫn chưa biết chính xác khả năng của Houthi đã bị phá hủy đến mức nào, hoặc là họ sẽ tấn công trong bao lâu để đảm bảo sự răn đe dài hạn. Trần Đô đốc Mark Miguel, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay số 2, nói với CNN, đó là một vấn đề tồi tệ mà chúng tôi không có nhiều thông tin chính xác. Theo ông Miguel, không giống như các chủ thể nhà nước mà Mỹ ưu tiên thu thập thông tin tình báo trong nhiều năm, Washington đã không chú ý đến lực lượng Houthi trước khi họ thường xuyên phóng tên lửa ở Biển Đỏ. Vì vậy, Mỹ không biết chắc chắn Houthi đã dự trữ bao nhiêu vũ khí, đặc biệt là những gì họ đã lưu trữ dưới lòng đất. Hơn nữa, các cuộc tấn công của Houthi đánh dấu lần đầu tiên tên lửa đạn đạo chống hạm được sử dụng trong chiến đấu và các nhân viên trên tàu đang học cách phản ứng trong thời gian thực. Đại úy James Huleston, phó chỉ huy phi đội máy bay chiến đấu số 3 thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay trên, người thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ trên Biển Đỏ và Yemen, cho biết, đây chính xác không phải là nơi mà chúng tôi dự kiến trong đợt triển khai này. Bất cứ khi nào làm điều gì đó, lần đầu tiên ở một khu vực sẽ luôn có rủi ro, nhưng chúng tôi đã quản lý rủi ro đó thông qua sức mạnh chiến đấu. Hàng chục máy bay chiến đấu cất cánh mỗi ngày từ tàu sân bay trên để bay vòng quanh bầu trời Biển Đỏ trong trường hợp chúng được giao nhiệm vụ thực hiện một cuộc tấn công vào mục tiêu của Houthi ngay lập tức. Ông Huleston nói thêm, thật không may, chúng tôi không nhận được nhiều sự quan tâm về hầu hết những vấn đề này, đặc biệt là tên lửa đạn đạo. Lực lượng Houthi cũng đã thay đổi chiến thuật trong những tuần gần đây, sử dụng máy bay không người lái thường xuyên hơn để nhắm mục tiêu và tấn công tàu. Họ đã tìm cách nhắm mục tiêu vào các lực lượng liên minh, lực lượng Mỹ thông qua các cuộc tấn công bầy đàn, tấn công đồng loạt, sử dụng nhiều máy bay không người lái, sử dụng nhiều tên lửa hành trình đạn đạo chống hạm. Đại úy Marvin Scott, sĩ quan chỉ huy của phi đội máy bay chiến đấu số 3, chia sẻ, nhấn mạnh rằng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì. Trần Đô đốc Miguel lưu ý thêm, trong nhiều trường hợp, Houthi đã sử dụng máy bay không người lái Samad 3. Loại máy bay này có tầm bay xa và mang theo số lượng nổ tương đối. Theo cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, Houthi cũng đã sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất. CNN trước đó đưa tin, cộng đồng tình báo Mỹ đã phát hiện ra các dấu hiệu cho thấy phía Iran đang lo lắng về các cuộc tấn công của Houthi vì tác động của chúng đối với một số đồng minh chủ chốt của Tehran, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ. Các quan chức Mỹ cho rằng Iran đã có thời điểm sử dụng một trong những tàu bị nghi ngờ là gián điệp neo đậu từ lâu ở phía nam Biển Đỏ, bên SAS, để sử dụng lực lượng Houthi nhắm vào các tàu ở đó. Nhưng trong một sự thay đổi đáng chú ý, Iran đã điều chuyển con tàu lên bờ biển Djibouti vào đầu tuần này, lần đầu tiên sau hơn 2 năm. Ông Miguel tiết lộ điều đó đã làm giảm khả năng của Houthi trong việc theo dõi các tàu ở vịnh Aden, theo Miguel. Trong khi đó, thủy thủ đoàn trên tàu khu trục USS Galilee ở Biển Đỏ là mũi nhọn chống lại tên lửa và máy bay không người lái của Houthi. Các thủy thủ thường chỉ có vài giây để phản ứng với một tên lửa đang tấn công họ. Chúng tôi có thể có vài giây hoặc có thể có vài phút. Trung úy Hải quân J.T. James Trudney, người làm việc tại Trung tâm Thông tin Tác chiến của tàu Ravelli, cho biết. Ravelli được trang bị tên lửa Tomahawk tầm xa, có khả năng tấn công các mục tiêu bên trong Yemen. Nhưng hiện con tàu đang triển khai nhiều tên lửa phòng không và súng phòng không ở cự ly gần hơn khi mà tên lửa và máy bay không người lái của Houthi áp sát. Tuy nhiên, vào tháng trước, một tên lửa của Houthi đã tiếp cận rất gần Galilee trong vòng 1.600, đến mức mà con tàu này đã phải sử dụng
tuyến phòng thủ cuối cùng, được gọi là Phalanx, để hạ gục nó, chuyển đô đốc Miguel cho biết sự việc đó hiện đang được điều tra. Các cuộc tấn công của Houthi diễn ra liên tục đến nỗi mà tàu sân bay USS Eisenhower và các tàu khu trục được triển khai gần đó đã không cập cảng trong nhiều tháng, một điều hết sức bất thường. Các thủy thủ cho biết môi trường rất căng thẳng nhưng điều đó đã giúp ích cho việc thực hiện sứ mệnh của họ. FC-1 Michael Zito, người hỗ trợ vận hành súng Mark 45 cỡ nòng 54 ly của Glavelli và các hệ thống vũ khí khác trên tàu chia sẻ, chắc chắn đó không phải là những gì mà chúng tôi mong đợi khi ở ngoài đây. Chúng tôi dự kiến có một quá trình triển khai thoải mái và thư giãn hơn, nhưng đây là điều mà chúng tôi đã luyện tập liên tục. Ngày này qua ngày khác trong nhiều năm và chúng tôi sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ làm những gì cần phải làm. Thưa quý vị, căng thẳng ngoại giao giữa Brazil và Israel đang leo thang khi Brazil quyết định triệu hồi đại sứ tại Israel để tham vấn. Động thái này diễn ra khi Israel tuyên bố Tổng thống Brazil là người không được hoan nghênh ở quốc gia Trung Đông này. Tranh cãi giữa Brazil và Israel nổ ra sau khi Tổng thống Lula da Silva trong chuyến thăm tới Ethiopia đã lên tiếng cáo buộc Tel Aviv đang phạm phải tội ác diệt chủng với người dân tại dải Gaza và so sánh hành động này với chiến dịch tàn sát người Do Thái trước đây của chế độ Đức Quốc xã. Chính phủ Israel ngay sau đó đã triệu đại sứ Meyer để phản đối những nhận xét trên của Tổng thống Lula da Silva, đồng thời tuyên bố nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này không được chào đón ở Israel cho đến khi ông Lula da Silva rút lại cáo buộc này của mình. Tôi muốn nói với các bạn ở đây rằng những gì Tổng thống Brazil Lula nói khi ông so sánh cuộc chiến chính nghĩa của Israel với Hamas, những kẻ đã sát hại và tàn sát người Do Thái, cũng như Hitler và Đức Quốc xã, là một sự xấu hổ, đáng hổ thẹn, thể hiện sự bài Do Thái nghiêm trọng đối với Israel. Vì vậy, tôi yêu cầu ông ấy rút lại bình luận và xin lỗi, và cho đến lúc đó, ông ấy vẫn là một người không được chào đón ở Israel. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Brazil cho biết, đại sứ Brazil ở Israel sẽ trở về nước ngay hôm nay để tham vấn. Do tính nghiêm trọng của những tuyên bố từ chính phủ Israel về phát ngôn của Tổng thống Brazil Lula da Silva. Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin hôm nay cho biết, Tổng thống Lula da Silva sẽ không rút lại bình luận của mình và mọi phản hồi sẽ được đưa ra thông qua các kênh ngoại giao. Brazil là quốc gia lên án cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào lãnh thổ Israel đầu tháng 10 năm 2023, song đã chỉ trích chiến dịch trả đũa của Tel Aviv khi thương vong về dân thường không ngừng gia tăng. 26 trong số 27 quốc gia thành viên EU đã kêu gọi tạm ngừng bắn ngay lập tức ở dải Gaza vì mục đích nhân đạo trong cuộc xung đột giữa Israel, Hamas. Ngoài ra, Mỹ cũng đã đề xuất ngừng bắn tạm thời và cảnh báo cuộc tấn công của Israel vào Rafah. Những nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến tại dải Gaza đã kéo dài khoảng 20 tuần, khiến hơn 29.000 người thiệt mạng, kéo theo một thảm họa nhân đạo tồi tệ. Mỹ đã đề xuất một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn tạm thời trong cuộc xung đột Israel-Hamas và phản đối chiến dịch tấn công trên bộ của Tel Aviv vào Rafah. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Washington không có kế hoạch vội vàng thúc đẩy bỏ phiếu thông qua đề xuất của họ tại Hội đồng Bảo an vì muốn dành thời gian cho thương lượng. Để được Hội đồng Bảo an phê chuẩn, một nghị quyết cần giành được ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có sự phủ quyết nào của 5 nước ủy viên thường trực gồm Mỹ, Nga, Pháp, Anh và Trung Quốc. Theo các nhà quan sát, dự thảo nghị quyết này của Mỹ có sự thay đổi đáng kể về mặt ngôn ngữ khi lần đầu tiên sử dụng cụm từ ngừng bắn. Mỹ đề xuất dự thảo nghị quyết này là một phát súng cảnh báo đối với Thủ tướng Israel Netanyahu. Đó là tín hiệu mạnh mẽ nhất mà Mỹ gửi tới Liên Hợp Quốc cho đến nay rằng Israel không thể dựa vào sự bảo trợ ngoại giao của Mỹ vô thời hạn. Cùng với Mỹ, hầu hết các nước châu Âu đều ủng hộ một khoảng dừng nhân đạo ngay lập tức ở Gaza. 26 nước đã nhất trí yêu cầu tạm ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo để dẫn đến lệnh ngừng bắn bền vững, thả con tin vô điều kiện và hỗ trợ nhân đạo. Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết do Algeria đề xuất nhằm kêu gọi lệnh ngừng bắn tạm thời vì lý do nhân đạo ở Gaza vào sáng ngày 20 tháng 2 theo giờ Mỹ. Trước giờ G, Liên minh nhóm Ả Rập hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần hành động ngay lập tức và không thể phớt lờ những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế về lệnh ngừng bắn tại dải Gaza. Nhóm Ả Rập cũng nhấn mạnh tất cả các bên cần nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột đang diễn ra tại vùng lãnh thổ này.
Xung đột bùng phát từ tháng 10 năm 2023 đến nay khiến hơn 29.000 người ở dải Gaza thiệt mạng, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, và khoảng 69.000 người bị thương. Theo Liên Hợp Quốc, xung đột tại Gaza đã đẩy 85% dân số vùng lãnh thổ này phải di tản, trong khi tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và thuốc men trầm trọng, trong khi 60% cơ sở hạ tầng của Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy.